Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, giám sát tại huyện Mèo Vạc. Ban Tài chính cơ sở tầng bền vững Danida làm việc với tỉnh Hà Giang. Lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Hội khuyến học tỉnh làm việc và trao học bổng tại huyện Yên Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 4, đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, nắm tình hình kết quả triển khai chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Giai đoạn 2020-2024, lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Mèo Vạc được thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng quy định và đạt nhiều kết quả khích lệ. Năm học 2023-2024, toàn huyện có 53 cơ sở giáo dục, trong đó có 13 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 24%. Tổng số đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong biên chế các cơ sở giáo dục là 1.607 người. Huyện Mèo Vạc đã thực hiện triển khai tốt đề án chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về trường chính với gần 1.980 học sinh, tương đương 141 lớp từ điểm trường về học tại trường chính. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo, huyện Mèo Vạc cũng gặp phải một số khó khăn như số lượng người làm việc được giao chưa đảm bảo, nhu cầu tối thiểu, dẫn đến việc mở rộng quy mô trường lớp, nâng tỷ lệ học sinh tới trường còn gặp nhiều khó khăn. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Văn Vịnh đề nghị huyện Mèo Vạc cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường nguồn lực đầu tư, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình. Kịp thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển giáo dục đào tạo, đảm bảo hoàn thành cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Chiều ngày 16 tháng 4, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Tài chính cơ sở tầng bền vững Danida do bà Ben Schuller, Giám đốc đầu tư làm trưởng đoàn về dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang. Cùng tham gia làm việc có đại diện một số sở ngành của tỉnh. Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang được đầu tư bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Đan Mạch và vốn đối ứng của Việt Nam với tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA là 195 tỷ đồng, vốn đối ứng là trên 34 tỷ đồng. Dự án có công suất xử lý nước thải 3.000 mét khối một ngày đêm được khởi công từ năm 2019. Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% khối lượng xây dựng theo đúng hồ sơ được phê duyệt, đã giải ngân trên 215 tỷ đồng. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà dự án vẫn chưa đi vào vận hành tổng thể. Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cho biết, dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang là dự án đầu tư rất quan trọng, giúp thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, giải quyết nhu cầu cấp thiết về thoát nước và xử lý nước thải. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Thị Minh Hạnh mong muốn Ban Tài chính cơ sở hạ tầng bền vững Danida tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hà Giang về chuyên gia kỹ thuật trong 3 đến 6 tháng tới để đưa nhà máy xử lý nước thải đi vào vận hành. Bà Benter Schindler, Giám đốc đầu tư Ban Tài chính cơ sở hạ tầng bền vững Danida, đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và khối lượng đạt được của dự án. Mong muốn tỉnh Hà Giang đảm bảo nguồn vốn đầu tư địa phương cho trạm quan trắc môi trường, máy phát điện dự phòng và mở rộng công suất bể chứa nước từ 50 mét khối lên 150 mét khối. Tiếp tục quan tâm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan để đảm bảo công tác vận hành nhà máy, tăng cường truyền thông để người dân hiểu và sử dụng có hiệu quả hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Sáng ngày 16 tháng 4, Ban Chỉ đạo Chăm sóc Sức khỏe Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2024. Dự lễ phát động có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương. Lễ phát động Tháng Hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2024 với chủ đề tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Thông qua lễ phát động nhằm tăng cường các biện pháp giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và hành động cho mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác hậu kiểm của các cơ quan chức năng, kiểm soát thực phẩm được an toàn, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cộng đồng xã hội. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập hạn chế, đặt ra những yêu cầu mới cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương.
Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, là việc làm đòi hỏi cần phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài, quyết liệt. Tôi mong muốn rằng các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể, các trường học, doanh nghiệp, mỗi người dân hãy coi công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mình, vì bản thân mình, vì gia đình mình, vì toàn xã hội, v.v. Chúng ta hãy là một giám sát viên đấu tranh với hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thay mặt cho ban chỉ đạo của tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc và nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang năm 2024. Sau lễ phát động, các cơ quan, ban ngành, đoàn viên thanh niên đã diễu hành, cổ động, tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm trên các trục đường chính của thành phố. Ngày 15 tháng 4, Hội Khuyến học tỉnh do đồng chí Sèn Chỉn Ly, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và trao học bổng tại huyện Yên Minh. Trong những năm qua, phong trào khuyến học trên địa bàn huyện Yên Minh có nhiều chuyển biến, công tác củng cố tổ chức hội được chú trọng, các cuộc vận động khuyến học khuyến tài, xây dựng quỹ khuyến học ở địa phương, phong trào thi đua gia đình học tập, cộng đồng học tập được xây dựng hiệu quả. Vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng đã được phát huy, qua đó đã động viên tinh thần học tập của học sinh vượt khó vươn lên, động viên tinh thần thầy cô giáo trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong giáo dục. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đoàn công tác Hội Khuyến học tỉnh đã trao đổi để nắm bắt thêm tình hình, đồng thời ghi nhận những việc đã làm được của Hội Khuyến học huyện Yên Minh và định hướng những việc cần làm trong thời gian tới. Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh tiến hành trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Du Già, huyện Yên Minh. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại, mang bản sắc văn hóa sâu sắc và độc đáo của dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ và biết ơn công đức các vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Từ đền Hùng, trung tâm thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nơi hội tụ sâu sắc nhất nghĩa đồng bào, nơi trông về đất tổ của kiều bào và người con đất Việt trên khắp mọi miền tổ quốc. Tại các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời đại Hùng Vương đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng theo nghi lễ truyền thống. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng năm Giáp Thìn 2024 sẽ được tỉnh Phú Thọ tổ chức trang nghiêm, trọng thể trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng vào lúc 7 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức ngày mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị và các bạn, hội thi gói nấu bánh chưng và giã bánh dày là một trong những hoạt động độc đáo nằm trong chuỗi những hoạt động văn hóa dịp giỗ tổ Hùng Vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024. Để chuẩn bị cho hội thi năm nay, các địa phương đang tích cực tập luyện để có được những kết quả tốt nhất, mang đến một mùa lễ hội ý nghĩa cho du khách thập phương khi hành hương về đất tổ. Mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự do các đồng nghiệp của chúng tôi ở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện. Được biết đến là vùng đất văn hiến, có truyền thống hiếu học, làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, còn nức danh khắp vùng trung du đất tổ với nghề làm bánh truyền thống đã tồn tại mấy trăm năm, vẫn đang được người dân nơi đây giữ gìn và phát triển. Năm nay là năm đầu tiên xã Xuân Lũng đại diện huyện Lâm Thao tham dự hội thi gói nấu bánh chưng và giã bánh dày. Để có được kết quả thi tốt nhất, đồng thời khẳng định chất lượng và thương hiệu của bánh làng Dòng, các thành viên trong đội thi đều luyện tập với tinh thần hăng say, trách nhiệm. Dù rằng là làng nghề, thế nhưng cũng vẫn phải tập luyện lại và đồng thời để cho nó đảm bảo về cái thời gian cũng như về cái an toàn thực phẩm. Thế còn về các công việc của gia đình thì chúng tôi đều gác lại một bên để tập trung vào cho chuẩn bị thi và trong lễ hội đền Hùng lần này. Sau khi chúng tôi được tham gia thì chúng tôi đã thành lập hai tổ, một là tổ nấu bánh chưng, hai là tổ giã bánh dày, và chọn các cái nguyên vật liệu để thường xuyên luyện tập, vì đây cũng là năm đầu tiên của xã Lũng để tham gia cái hội thi của lễ hội đền Hùng năm 2024 này. Và chúng tôi tiếp tục chọn các cái loại gạo mà ngon nhất, thực phẩm ngon nhất như là thịt, gạo, lá, rồi là đỗ, và thường xuyên luyện tập để đạt cái giải mà cao nhất. Khác với những năm trước, năm nay các huyện, thành thị sẽ không cử đội đã 3 năm liên tiếp đạt giải nhất tham gia thi, và phần thi gói bánh chưng giảm thời gian còn 8 phút để gói 10 chiếc bánh.
Những thay đổi này tạo nên sự mới mẻ, hấp dẫn cho hội thi. Để có những chiếc bánh đạt yêu cầu về chất lượng và đảm bảo thời gian, thì các thành viên trong đội thi cần tập luyện để có sự thuần thục, khéo léo và phối hợp nhịp nhàng, ăn ý trong từng công đoạn, với quyết tâm đạt vị trí cao nhất, giành phần thưởng vinh dự làm bánh dâng lên các vua hùng vào ngày chính giỗ. Tất cả cái việc gì đó thì chúng ta cũng phải tham gia, thì cũng phải tập luyện thì nó mới khớp được với nhau. Vì là ở nhà mỗi ngày mỗi người một nghề, mỗi người một việc, nhưng mà vào hội thi là tất cả anh em chỉ có bằng lúc ý là bằng hành động, và coi là làm theo anh em, coi là chỉ cần nháy nhau là hợp tác là nó nhuần nhuyễn thì mới được đạt được giải cao. Anh em ở trong đội nghệ nhân là rất hiểu nhau, nên là về những cái hoạt động là tổ chức là rất nhanh và ra những sản phẩm là rất là tốt. Và chúng tôi là tin tưởng là đội nghệ nhân là luôn sẽ đạt được kết quả cao trong hội thi. Với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương, hội thi hứa hẹn sẽ mang đến cho đồng bào cả nước và du khách thập phương dấu ấn độc đáo, đặc sắc, mang đậm ý nghĩa thờ cúng Hùng Vương, cùng hình ảnh đẹp ấn tượng đáng nhớ về con người và quê hương Phú Thọ. Đã thành thông lệ, lễ hội khèn mông được huyện Đồng Văn tổ chức hàng năm nhằm phát huy gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Năm nay, bên cạnh tổ chức lễ hội khèn mông, huyện Đồng Văn còn tổ chức trình diễn diễu hành đường phố năm 2024. Đây là năm đầu tiên huyện tổ chức, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách nhiều sự trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn. Thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được huyện Đồng Văn tích cực thực hiện khẩn trương, sẵn sàng cho một lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ hội khèn mông lần thứ 9 và trình diễn diễu hành đường phố huyện Đồng Văn năm 2024 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn như các hoạt động tái hiện lại không gian văn hóa chợ phố cổ Đồng Văn, hội thi khèn, thi chim họa mi, thi hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Thời điểm này, huyện Đồng Văn đang tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lễ hội. Đồng thời, các diễn viên, nghệ nhân đến từ các xã thị trấn cũng đang tích cực tập luyện nhằm đem đến cho du khách một màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn trong lễ khai mạc. Bản thân là tôi cùng với anh em trong đoàn sáng ban lễ cũng đã tích cực luyện tập để làm sao góp phần một phần nhỏ bé để cùng với lễ hội khèn mông lần thứ 9 và diễu hành đường phố thành công. Tôi và các diễn viên ở trong đội múa cũng đã hết sức nỗ lực để có thể mang lại những tiết mục hấp dẫn và có thể mong muốn để lại một dấu ấn quan trọng trong lòng quý vị khán giả trong và ngoài nước ạ. Chương trình với chủ đề Tiếng khèn trên mây sẽ được khai mạc vào 20 giờ ngày 19 tháng 4 và sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang và các nền tảng mạng xã hội của huyện Đồng Văn. Để lễ hội diễn ra thành công, bên cạnh công tác tuyên truyền quảng bá, huyện Đồng Văn cũng bố trí không gian trưng bày các gian hàng ẩm thực, sản vật địa phương, đồng thời chỉ đạo hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ đáp ứng đủ nơi ăn nghỉ cho đại biểu cũng như du khách trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội. Lễ hội khèn mông của năm 2024 năm nay có rất nhiều cái đổi mới, cái nét mới so với các năm trước. Chúng tôi mạnh dạn đưa vào đó là cái lễ hội đường phố và tổ chức các cái cuộc thi văn hóa dân gian, đặc biệt là thi cả xếp bờ rào đá trong lễ hội. Do vậy mà cũng được các đồng chí lãnh đạo huyện rất là quan tâm, chỉ đạo rất là sát sao. Với sự chuẩn bị tích cực chu đáo cho lễ hội khèn mông lần thứ 9 và trình diễn đường phố huyện Đồng Văn năm 2024 sẽ góp phần tạo hình ảnh đẹp ấn tượng cho du khách và nhân dân trong dịp diễn ra lễ hội. Ngày 16 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo phát triển mô hình du lịch cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn tại huyện Xín Mần. Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hà Giang. Xín Mần là huyện có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với hệ sinh thái rừng nguyên sinh, danh lam thắng cảnh phong phú. Huyện có 10 di sản văn hóa được công nhận cùng những nét đẹp sẵn có về văn hóa truyền thống của 16 dân tộc cùng sinh sống. Với tiềm năng du lịch lớn, hoạt động du lịch huyện Xín Mần đang có sự đổi thay nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo ra cơ hội việc làm và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp, những thông tin hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu, từ đó đưa ra giúp nhóm nghiên cứu xây dựng hoàn thành mô hình, định hướng phát triển và đề xuất các giải pháp quản lý, phát triển bền vững loại hình du lịch cộng đồng cho các địa phương trên địa bàn huyện Xín Mần nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung theo hướng kinh tế tuần hoàn. Cũng trong khuôn khổ đề tài, các chuyên gia sẽ truyền đạt kiến thức cho các cán bộ quản lý và người dân về quản lý du lịch cộng đồng, hướng tới nền du lịch xanh và bền vững.
Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, hoạt động du lịch của huyện Quản Bạ tiếp tục có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Riêng trong quý 1 năm 2024, huyện Quản Bạ đã đón trên 102.000 lượt khách du lịch. Quản Bạ là huyện cửa ngõ của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn. Để thu hút tạo ấn tượng cho du khách, huyện đã chỉ đạo các điểm du lịch luôn có hướng dẫn viên làm công tác giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách du lịch, tăng cường quản lý các loại hình dịch vụ như nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách, nhất là trong dịp cao điểm. Trong quý 1 năm 2024, hoạt động du lịch của huyện Quản Bạ tiếp tục phát triển. Tổng số lượng khách đến tham quan tại các điểm du lịch đạt trên 102.000 lượt, tăng gần 4.000 lượt so với cùng kỳ năm 2023. Thời gian tới, huyện Quản Bạ sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch, chú trọng triển khai giới thiệu du lịch qua các nền tảng số, phát triển đa dạng hóa loại hình du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng của địa phương, bảo tồn, giữ gìn phát triển các bản sắc văn hóa dân tộc, chú trọng huy động mọi nguồn lực, mở rộng liên doanh liên kết, thu hút các doanh nghiệp quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo các điều kiện về nhà hàng, khách sạn đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc thu hút đầu tư phát triển du lịch thì trong thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã quyết liệt trong việc quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng nhằm thực hiện tốt quy hoạch tỉnh và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương một cách bền vững, ghi nhận của phóng viên tại huyện Mèo Vạc. Xã Bả Vi, huyện Mèo Vạc là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển mạnh về du lịch dịch vụ, hiện đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và thu hút mạnh các nhà đầu tư. Sự phát triển đó đem đến cơ hội đột phá về kinh tế xã hội cho địa phương, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải nỗ lực giải quyết, trong đó có vấn đề quản lý về đất đai và trật tự xây dựng. Năm 2023, trên địa bàn xã Bả Vi có 9 trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp và lấn chiếm đất công tại thôn Mã Pỉ Lèng và làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông, thôn Bả Vi Hạ. Huyện xã là cũng xuống để tuyên truyền vận động để các hộ là làm các cái thủ tục hồ sơ về đất đai, về xây dựng. Đấy, khi nào đầy đủ thủ tục hồ sơ thì cấp ủy chính quyền xã mới cho tiếp tục xây dựng. Đấy, đối với các hộ gia đình cá nhân cố tình vi phạm thì cấp ủy chính quyền xã thôi cũng xử lý quyết liệt. Nhằm quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, huyện Mèo Vạc đã thành lập 2 tổ công tác kiểm tra, hỗ trợ xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai xây dựng. Qua kiểm tra, phát hiện 9 vụ vi phạm. Các tổ công tác đã xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả vi phạm được 5 vụ. Đối với các cái địa phương mà để xảy ra thì Thường trực Ủy ban huyện sẽ nghiêm túc xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp ủy cũng như chính quyền xã chỉ đạo và làm rõ trách nhiệm của các cái tổ chức cá nhân trên địa bàn từng xã, từng lĩnh vực. Đội quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng các xã thị trấn cũng tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên kiểm tra, nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm ngay từ đầu, tránh diễn biến phức tạp. Trước khi khởi công thì là chúng tôi cũng đã báo cáo với lại chính quyền địa phương, đấy, cũng đã làm thủ tục là gửi bản vẽ xây dựng, là có bản vẽ. Rồi thứ hai nữa là những cái đơn từ, ví dụ như mà đơn xin xây dựng này, thông báo khởi công này, đấy, hoặc là cái bản cam kết không vi phạm hành lang chiếm lấn lòng đường, bọn dọn dẹp các thứ vệ sinh lòng đường, đấy thì lúc đấy thì cũng đã báo cáo với chính quyền địa phương. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, thời gian tới huyện Mèo Vạc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các xã thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, vận động tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm các trình tự thủ tục trong xây dựng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Sau hơn 3 tháng triển khai phần mềm thông báo lưu trú, gọi tắt là phần mềm ASM, trên địa bàn thành phố Hà Giang đã có 265 trên 265 cơ sở kinh doanh lưu trú và 12 trên 12 cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện cài đặt, tạo lập tài khoản thông báo lưu trú qua phần mềm ASM, đạt 100% kế hoạch đề ra. Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình phần mềm ASM, bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực, được đánh giá cao với những tiện ích mang lại trong công tác đăng ký, quản lý lưu trú. Phần mềm giúp cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh giảm thời gian nhập liệu các thông tin khách lưu trú, bệnh nhân và việc cập nhật thông tin đăng ký lưu trú tự động gửi đến cơ quan công an một cách nhanh chóng và kịp thời, thuận tiện trong thực hiện khai báo lưu trú, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong ứng dụng công nghệ tiện ích, góp phần quan trọng trong chuyển đổi số,
Đến nay, mô hình đã được triển khai đến 265 trên 265 cơ sở kinh doanh lưu trú và 12 trên 12 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Giang đã thực hiện cài đặt, tạo lập tài khoản thông báo lưu trú qua phần mềm ASM đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, số cơ sở đã tự trang bị máy quét QR code là 20 cơ sở, đã thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM được 14.218 người. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng thu ngân sách so với hình thức quản lý cũ, tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần tăng trưởng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Huyện Yên Minh đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi mô hình từ ban quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác kinh doanh. Năm 2023, chợ trung tâm xã Mậu Duệ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác kinh doanh chợ theo hình thức xã hội hóa, tổ chức đấu thầu, giao cho công ty tổ chức hội chợ thương mại F17 quản lý trong thời gian 5 năm. Đơn vị đã sắp xếp lại các ngành hàng thành từng nhóm, thuận tiện hơn cho tiểu thương buôn bán. Bên cạnh đó, các hạng mục xuống cấp cũng được sửa chữa kịp thời, tạo diện mạo cho chợ khang trang, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Đến nay, doanh nghiệp thực hiện khai thác chợ nộp ngân sách nhà nước trên 150 triệu đồng một năm. Trước đây thì là do là kiêm nghiệm công tác quản lý thì cũng chưa được chặt chẽ, nhưng từ khi được chuyển đổi sang theo mô hình mới này, tôi thấy cái công tác quản lý là nó hiệu quả hơn. Trên địa bàn huyện Yên Minh hiện có tổng số 14 chợ xã thị trấn với đa số chưa thực hiện chuyển đổi, vẫn hoạt động theo hình thức cũ. Do đó, để tăng thu ngân sách từ hoạt động các chợ, huyện Yên Minh đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi mô hình từ ban quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác kinh doanh. Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Yên Minh sẽ thực hiện chuyển đổi 4 chợ xã, gồm xã Ngọc Long, Đường Thượng, Sủng Tráng và Lũng Hồ, nâng tổng số chợ được chuyển đổi trên địa bàn huyện là 6 chợ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chuyển đổi cũng đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc, cần sớm có những giải pháp tháo gỡ. Trong thời gian tới, thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho ủy ban huyện lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư tiếp tục các cái 4 cái chợ còn lại theo kế hoạch của huyện đã đề ra. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát các cái chợ để hoàn thiện các thủ tục cơ sở hạ tầng đảm bảo đủ điều kiện để chuyển đổi mô hình khai thác chợ trong thời gian tới. Chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ là xu thế phát triển tất yếu. Để thực hiện hiệu quả, huyện Yên Minh tiếp tục tập trung cải cách hành chính, thủ tục, cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện tham gia đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng chợ, góp phần tăng trưởng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Vị Xuyên luôn được giữ vững, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và đất nước. Để có được kết quả đó, lực lượng công an huyện đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó làm tốt công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững an ninh nông thôn, tăng cường mở các đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Là xã vùng 3, nhiều năm trước đây, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, đánh nhau, tranh chấp mâu thuẫn ở cơ sở. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ngoài việc xây dựng các mô hình an ninh trật tự, công an xã Ngọc Linh đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên bám nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, tình huống phát sinh, đặc biệt là tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm để nhân dân biết cách phòng tránh. Là mình tuyên truyền về pháp kiến thức pháp luật cho bà con nhân dân hiểu được, người ta nắm được, thì sau đó thì tình hình an ninh trật tự ở trong thôn thì cơ bản nhiều đảm bảo. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã, công an viên của 16 thôn bản, đến nay tình hình an ninh trật tự của xã Ngọc Linh ngày càng ổn định. Đặc biệt trên địa bàn xã không còn đối tượng nghiện ma túy, người dân vì thế cũng yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Mấy năm trước thì cũng có tai nạn xã hội thì nó cũng hơi nhiều hơn. Mấy năm nay thì nói chung là đỡ hơn. Người dân thì cũng yên tâm. Có công có việc gì là công an là cũng đến kịp thời. Huyện Vị Xuyên có 22 xã, 2 thị trấn, trong đó có 5 xã giáp biên giới với Trung Quốc. Từ tình hình địa bàn, Công an huyện Vị Xuyên luôn xác định đảm bảo an ninh nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chủ động nắm phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp những chủ trương, kế hoạch về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh nông thôn. Năm 2023, trên địa bàn huyện Vị Xuyên xảy ra 68 vụ tội phạm với 107 đối tượng, tỷ lệ điều tra giải quyết các vụ án vụ việc đạt 100%. Đối với địa bàn huyện Vị Xuyên cho đến nay là đã xây dựng trên 220 mô hình
tự quản về an ninh trật tự, trong đó đặc biệt có mô hình là hội cựu chiến binh phối hợp giúp đỡ đối với những trường hợp là tái hòa nhập cộng đồng. Thì trên cơ sở là các mô hình tự quản cũng đã, đặc biệt là những xã địa bàn trọng điểm phức tạp thì đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đấy, rồi là tuyên truyền vận động nhân dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự và góp phần cho phát triển kinh tế địa phương. Với sự nỗ lực của lực lượng công an huyện Vị Xuyên và trên phương châm phòng ngừa là chính, đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh nông thôn, giữ gìn sự bình yên cho quê hương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời xây dựng niềm tin, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web hagiangtv.vn hoặc kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.